Chỉ sau khoảng 2 tháng, Cường đã tăng được cân. Nhìn anh như một người khác vậy, nói như mẹ anh và mọi người thì nhìn anh đẹp trai, phong độ hơn hẳn. Lúc này anh đã khá tự tin với vóc dáng của mình và cũng đã tìm được công việc như ý tại một tập đoàn xây dựng có tiếng. Từ nhỏ cái tên Mạnh Cường đẹp đẽ mà bố mẹ đặt cho anh đã được bạn bè đổi thành biệt danh Cường Còi, cũng chỉ bởi thân hình gầy nhom, ốm yếu. Anh cũng khổ tâm lắm, có phải nhà anh thiếu mặt gì đâu, bố mẹ thì chiều chuộng vì có mỗi cậu quý tử. Nay tẩm bổ cái này, mai tẩm bổ cái kia mà vẫn cứ gầy. Nhiều khi đi học anh cũng hay bị bạn bè bắt nạt vì còi cọc, yếu ớt, sức đâu mà chống cự. Đến lúc bước qua tuổi dậy thì thân hình anh cũng chỉ có cao lên chứ không có béo ra. Lúc đó cứ nghĩ là đến khi cao hết cỡ thì sẽ chuyển qua phát triển bề ngang, mà tới tận khi lên đại học anh vẫn gầy như thế. Mẹ anh xót con cũng tìm đủ loại sản phẩm hỗ trợ tăng cân cho anh nhưng cũng không có tác dụng. Dù cố gắng chú ý ăn uống và tập thể thao đều đặn mà không hiểu sao anh lại không thể tăng dù chỉ là một lạng. Cho tới khi ra trường, anh mới thực sự gặp trở ngại lớn vì vấn đề gầy còm của mình. Anh tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư xây dựng loại khá. Thế nhưng đi xin việc mấy nơi anh đều nhận được cái lắc đầu kèm câu nói, cậu gầy yếu thế này làm sao chịu được môi trường công trường vất vả. Nắng gió, 1m75 mà nặng có 53kg, cậu có bệnh gì không sao lại gầy quá như thế. Anh quyết tâm bằng mọi giá phải tăng cân. Mày mò tìm kiếm sách vở, báo, mạng anh vô tình đọc được câu chuyện chia sẻ của một người cũng gầy như anh và đã tăng cân thành công. Anh hỏi thăm và áp dụng. Chỉ sau một tuần anh đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, lúc nào cũng thấy thèm anh, ăn ngon miệng. Ngủ sâu giấc hơn và đặc biệt da dẻ hồng hào có sức sống hơn. Sau một tháng anh kiểm tra sức khỏe thì đã tăng được 3kg. Đây đúng là một kỳ tích trong cuộc đời anh từ trước đến giờ. Cách sử dụng viên uống tăng cân Hoa Bảo hiệu quả. Cách dùng: người lớn, ngày 2 lần, mỗi lần 1 viên. Trẻ em trên 7 tuổi, mỗi ngày 2 lần và mỗi lần 1 viên. Trẻ em từ 2, 7 tuổi, ngày 1 lần và mỗi lần 1 viên. Ngoài ra bạn cần kết hợp với chế độ ăn uống khoa học đầy đủ các dưỡng chất và tăng cường các hoạt động thể chất để tăng sự hiệu quả khi sử dụng sản phẩm. Bảo quản nơi khô ráo tránh ánh nắng trực tiếp, để xa tầm tay trẻ em. Viên uống Hoa Bảo có lừa đảo không? Với quá nhiều đánh giá uy tín từ các trang báo lớn như trang tin Bộ Y tế, Đan Chi, tờ Info, Bao Môi và từ các nghệ sĩ quan tẹo, chiến thắng thì Vitamin Khoe xin xác nhận rằng viên uống tăng cân Hoa Bảo không lừa đảo mà thực sự rất chất lượng và tốt, được nhiều khách hàng đánh giá cao.